Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ đấu thần đại đục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. lúc bây giờ thân vệ của Long Gia đã không còn chần chừ đầu khi trên trường kiếm của từng người trào ra, hú đền sông tới. Những thân vệ của Long Gia vừa xuất thủ, người nào cũng có thực được cấp đấu giả. Nhưng cảnh tượng này lại khiến Lý Giật cười lạnh. Đám thân vệ này, ngay cả mình cũng không sợ. Huống hồ, một nhân vật đấu sư đỉnh phong như âm thiên kiệt, lúc nào cũng có thể bước lên cấp bậc đấu vương. Quả nhiên mấy thần vệ vừa xong đến trước mặt âm thiên kiệt, thì đã nhìn thấy tráng hắn vừa rồi bước lên trước một nửa bước. Bàn tay phải to bè của hắn khẽ vùng một cái. Đầu khí trong tay trào ra, đã có mấy quyền đánh vào ba thân vệ đầu tiên. Ba thân vệ này, một kiếm còn chưa bổ ra, đã bị một quyền đấm thẳng vào ngực. Họ dù gì cũng đã cầm đấu giả, còn chưa thể ngừng kết ra xa y đấu khí. Hai người trong số đó, mỗi người bị đấm một quyền, phải đuôi về sau vài bước, thổ ra một búng máu tươi rồi ngã quỵ xuống đất. Người con lại đợi hại hơn một chút, bị một quyền đấm trúng ngực. Hắn còn muốn kháng cự lại, nhưng trang hắn lại một lần nữa quăng tay ra. Ngay lập tức, cả người hắn bị đánh văng vào vách tường. Một lúc sau cũng từ từ quỵ xuống. Mấy người còn lại thoáng ngây người, đứng đó vô cùng gượng gạo. Thực lực của thân vệ đồng xa đều sàn sàn như nhau. Nếu tiếp tục xông lên, cơ bản là tìm cái chết. Nhưng nếu không lên thì cũng vậy. Trang hắn cười đành một tiếng, cũng không để ý đến sắc mặt của mấy thân vệ này. Hắn tiện tay lại từng quyền đấm ra. Mấy người còn lại đã bị đánh đến thổ huyết, nằm cục trên đất. Người cuối cùng cũng bị hắn kẹp chặt cổ, rồi khẽ khoang một cái, đã bị dập xuống đền đất trước mặt ba người tí giật. Cổ của thân vệ này bị ngoẹo một cách quỷ dị, thật khiếu máu ồ ạt chảy. Tuy nhất thời chưa thể chết, nhưng cũng chắc chắn không thể cứu sống. Công phu này là của trang hắn, rõ ràng là muốn thị uy mấy người nữ nhân đã bị dọa đến kiểu thét chói tai cảnh tượng máu tanh trước mắt khiến họ thiếu chút nữa ngất điệm người còn đan hữu dung thì dựa vào tường sắc mặt tái nhợt tuy nàng là người từng trải nhưng lại ai thể ngờ được song phương nói động thủ là động thủ vốn không có chút ý muốn hòa giải nào cả nàng cũng là người thông minh biết mình còn xem tiếp có lẽ cũng không có kết cục tốt đẹp gì ngay lập tức nàng khẽ biến sắc mặt cũng không lo đến đám nữ nhi của mình nhanh chóng mà lùi xuống nhược vân không biết từ lúc nào một tay đã khẽ nắm vào vạt áo của lý giật tuy nàng là một tuyệt đại gia nhân tính cách cũng rất kiên cường nhưng làm thế nào nàng cũng là một nữ nhân cảnh tượng trước mắt nàng cũng chỉ biết nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thêm ngược lại chỉ có diệp thành mã vẫn thản nhiên uống rượu nhãn thần của hắn nhìn mấy người đang nằm trên sàn nhà đột nhiên cười khẽ rồi nói ngạo thiên xem ra thần vệ của nhà các người quả thực không ra gì. Thế nào, có cần ta cho mượn vài tên thần vệ để người dùng không? Sau mặt của Long Ngạo thiền đã vô cùng khó chịu, hắn chậm lại đứng dậy, bước tới bên mấy thần vệ, một chân đạp lên ngực hắn. Tuyệt nốt đường sống cuối cùng của hắn, rồi quay đầu nhìn trang hắn kia mà nói, các hạ có sát tính lớn thật, lẽ nào thật sự cho rằng đồng giả chúng ta không có ai sao? Trang hắn nhếch miệng cười rồi nói, mấy ngày nay, hàng của Long gia các người lão tử không cấp mười cũng cấp đến tám rồi đúng không nào có cả lần nào mà không giết sạch gọn đầu chứ? thực lực thân vệ của long gia các người cao tuyệt như vậy lẽ nào lại không có ai chứ đúng rồi ta nhớ ra rồi lục trương ta còn có lòng tôn tha trong một người truyền lời cho long gia các người. không biết long gia các người đã nhận được chưa long ngạo thiên hư gằn một tiếng chậm giọng nói Người đừng có kiêu ngạo thực sự cho rằng long ngạo thiên ta không dám giết người sao Sao mặt của hắn càng lúc càng khó nhìn, tay phải từ từ đưa ra, nắm vào chuôi kiếm bên hồng. Lúc đó hiện nhiên trong lòng còn đang lưỡng lự, con nên rút kiếm ra hay không? Thế nào, lòng đại thiêu gia muốn động thủ sao? Nếu lòng phi đích thần tới đây, có lẽ con có thể đánh với ta, nhưng lòng thiêu gia thì có lẽ còn không xứng sách dạy cho ta nữa. ầm thiên kiệt khẽ cười, nhăn thần kẹo lóe lên, hiện nhiên đã nhìn thấu sự kiếp đảm của lòng ngạo thiên. Có điều nói ra cũng thật kỳ lạ, dạng phế vật như lòng thiếu gia cho dù có thêm một phạm nam ngày đó sao có thể xin được húc nhì chứ âm thiên kiệt khẽ nhíu mày với thực lực nhất tình đấu giả của ngươi có thể giữ chân húc nhì tìm viễn cưỡng còn được nhưng ta đã kiểm tra thi thể của húc nhì mấy vết thương đều sắc bén gọn sạch hiển nhiên người bình thường không có thể làm được còn về long thiếu gia ngươi thì không thể nào làm được xem ra chuyện hôm đó đúng thật là có chút nội tình nói rồi âm thiên kiệt cười lạnh mấy tiếng nhãn thần nhìn về phía Diệp Thành Mã, điềm nhiên nói, nếu là tiểu tử ngươi lại có thực lực đó, xem ra chuyện hôm đó người cũng có phần. Diệp Thành Mã lại không biết chuyện hôm đó là gì, nhưng hắn cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ từ trong đời đối thoại đã đoán ra bảy tám phần, ngay lập tức hắn chỉ khẽ cười nói, không biết hung nhị của nhà người là chó hay là mèo, kiếp này cho mèo mà bàn thiếu già tả giết cũng đủ nhiều rồi. hung gì gì đó nếu thật sự bị tà giết cũng đó không chừng. Thế nào, vị trưởng đoàn gì gì đó, người chuẩn bị báo thủ sao? Lớn mật. Nhân thần của âm thiên kiệt nhìn về phía Diệp Thành Mã, sang mặt sáng tối bất định. Dù gì, hắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Dĩ nhiên có thể nhìn ra, lai lịch của Diệp Thành Mã này e rằng đã bất phàm. Những người sinh sống trên đội đào như hắn, dĩ nhiên biết rõ. Những người nào có thể dây vào, những người nào không thể dây vào. Hương hồ cảm giác mà Diệp Thành Mã tạo ra cho hắn chính là cơ bản không thèm giải thích. Thái độ của hắn như vậy, quả thật khiến người ta cảm thấy thật sự là không thể nào chịu được. Hiển nhiên, xóa bỏ nghi ngờ trong lòng của âm thiên kiệt. Nhãn thần của hắn lại di chuyển, nhìn về phía của Lý Giật. Nhìn thấy Lý Giật chỉ mỉm cười nhìn, hắn cũng khẽ nhíu mày. Âm thiên kiệt tuy hoành hoang, nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn tới mức cùng lúc gây gỗ với cả lòng già và Lý Gia. Hương hồ Lý Giật thiếu gia này gần đây giành tiếng lẫy lừng trong vạn triều thành tuy không biết cái gọi là bách bộ hoành hành có phải là đồn thổi không, nhưng nhân vật như vậy vẫn nên ít dính vào thì tốt hơn. Lòng gạo thiên nhìn ánh mắt của âm thiên kiệt hướng về lý giật, hắn đột nhiên nghiến rằng trầm giọng nói. Âm thiên kiệt, có phải ta nói hôm đó rốt cuộc là ai hạ thủ với âm húc, thì từ nay người sẽ không gây khó cho lòng già chúng ta nữa phải không? Âm thiên kiệt cười lạnh một tiếng rồi nói. Được, ta hứa với người, nếu người có thể lấy chứng cứ ra ta sẽ đồng ý với ngươi, không những không gây khó dễ cho lòng già, những thứ mà mấy ngày nay cướp được cũng trả lại hết cho lòng già các người. Lòng gạo thiên gần đầu nói, được, âm đoàn trưởng, ta cũng là một người giữ chữ tín, vậy thì ta sẽ không giấu ngươi. Ngày hôm đó quả thực, ta truy sát âm húc, muốn đoạt lấy đấu kỹ quyền trụ của hắn. Nhưng lúc then chốt nhất, đã có một hăng y nhân xuất hiện, không những đã diệt âm húc, còn cướp đi đấu kỹ. Những ngày này ta luôn điều tra người đó là ai, nhưng mãi đến mấy hôm trước, ta mới có một chút mảnh mối, người đó chính là... Nói đến đây, lòng gạo thiền nhanh chóng đưa mắt đến người của Lý Giật, câu nói cuối cùng cũng không cần nói ra. Âm thiền kiệt nhìn theo động tác của lòng gạo thiền hướng về Lý Giật, hắn chợt cười lạnh một cái rồi nhàn nhạt, nhạt, nói, thật là như vậy sao? Lòng gạo thiền hờ một tiếng, nặng nề nói, lòng bố chỉ nói đến đây, rốt cuộc là thật là giả, dạ. trong lòng âm đoàn trưởng tự có tính toán. Long Ngạo Thiên đột nhiên nói ra câu này, cũng khiến âm thiên kiệt thầm nhủ trong lòng. Nhân thân của hắn hướng về phía Lý Giật, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng Lý Giật lại không hề động nộ. Hắn nhìn Long Ngạo Thiên một cái thật sâu, không nhìn được kẽ lắc đầu. Vì lòng tiêu giả này, quả nhiên là không bình thường. Hắn biết cho dù là tùy tiện giải thích gì với âm thiên kiệt, với tính cách của âm thiên kiệt, chắc chắn sẽ không tùy tiện tin. Thế nhưng hôm nay hắn làm như vậy, ngay lập tức sẽ khiến âm thiên kiệt này sinh nghi ngờ. Một phế vật như vậy sao có thể đối phó với con trai mình? Đến lúc này, trong lòng của âm thiên kiệt đã có nghi ngờ. Vậy thì hắn sẽ thuận nước đầy thuyền giải thích mấy câu. Dường như tỏ ra yếu ớt, nhưng kế hòa thủy đồng điều này đúng là rất xảo diệu đấy. Âm thiên kiệt cho dù không tin lúc này, nhưng sau khi về nhà suy nghĩ, chắc chắn sẽ điều trả lại. Chuyện này lại kéo dài, có thể khiến âm thiên kiệt làm rõ trần tướng hay không, thì khoan nói. Nhưng chỉ ít cũng có thể giảm bớt mấy phần tổn thất cho lòng giả của hắn. Tính toán giỏi thật, thật sự đã tính giỏi. Thế nhưng hắn không sợ mình, lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn sao. Đi giật lẫn liếc nhìn lòng gạo thiên, một tia sát ý hiện ra trong mắt. Lòng gạo thiên này còn cho rằng hắn có diệp thành má, mình sẽ không dám hạ thủ với hắn sao. Hay hắn cho rằng mình vừa hạ thủ với hắn, âm thiên kiệt sẽ nghi ngờ mình ngay lập tức. Cho dù nói thế nào, hôm nay âm mưu này của lòng ngạo thiên đã được cho là thành công đến tám phần. Bản thân không hề hay biết đã trúng kế, chỉ có thể nói mình không cẩn thận mà thôi. Xem ra sau này, mình có cơ hội, lòng ngạo thiền này phải trừ bỏ tức thì. Bằng không, người này sau này sẽ là một kẻ địch rất lớn. Lý giật chạm vào ánh mắt của lòng ngạo thiên. Lúc này hai người đã động sát tầm với đối phương. Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, đôi bên lại khẽ cười. Diệp Thành Mã ngồi trên thượng tọa, khẽ nghiêng đầu, tình trạng trước mắt cửa hồ đã nằm trong sự tính toán của sư đệ mình. Chỉ có điều đi giật rốt cuộc có thể nhẫn lại thoát khỏi kế này không? Nếu như hắn có thể thoát ra được, vậy thì có lẽ tư cách để mình xuất thủ cũng đủ rồi. Cao thủ cô đơn, diệm thanh mã kết thở dài, nụ cười trên mặt lại càng hiện ra đầy ý vị. Sang mặt của âm thiên kiện không biết biến đổi bao nhiêu lần cuối cùng hắn khẽ cười mà nói. Xem ra chuyện hôm đó Bàn tòa còn phải từ từ điều tra lại một lần nữa mới phải. Lòng thiếu gia, nếu hôm nay gừa lười dối ta, vậy thì ta bảo đảm địch thần ta sẽ giết tận vào long gia khiến người chết một cách khó cỏi nhất. Còn về phần ngươi à? Nói rồi nhãn thần của âm thiền kiệt lại nhìn về Lý Giật. Lý Giật khẽ mỉm cười nói, thế nào, âm đoàn trưởng lại muốn động thủ với ta sao? Âm thiền kiệt ta tuy lỗ mãng, nhưng lại không hề ngốc. Âm thiên kiệt nhàn nhạt, nhạt nói, bất chợt nhãn thần của hắn nhìn về Nhược Vân đứng đằng sau Lý Giật, Quay mắt hiện ra vẻ ngờ ngẩn. Sau đó hắn cười nói, hôm nay ta đến, chỉ muốn tìm Nhược Vân tiểu thư, chuyện khác không nói nữa, chỉ cần giao nàng cho ta, Lý Tiêu Già, dĩ nhiên ta không gây phiền phức cho người lúc này. Âm thiên kiền khe ra dấu tay, ánh mắt thèm thuồng lấy hướng về Nhược Vân. Lý Giật tỏ ra rõ trong lòng, cho dù Nhược Vân này và tiểu Lý Giật có quan hệ thế nào, nhưng hôm nay nếu để mặt nàng bị người khác mang đi như vậy, thì cục diện mình khổ tâm tạo ra, e rằng sẽ một chốc tàn biến. Huông hổ, một tuyệt sắc gia nhân như vậy, nếu rơi vào tay của nhân vật như âm thiền kiệt, sẽ có hậu quả gì, quả thực không cần nói cũng biết. Lập tức lý giật không nhìn âm thiền kiệt, mà quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Vân, nhàn nhạt, nhạt nói, nàng hãy yên tâm, người này không thể đưa nàng đi được đâu. Trong ánh mắt của Nhược Vân, vốn đã có mấy phần quả quyết, nhưng lời nói của Lý Giật lại khiến nàng sửng sốt trong lòng, không nhịn được nhìn Lý Giật trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Tránh xa. Bên kia, âm thiên kiệt đã bước nhanh tới, cơ hồ muốn kéo nhược vần đi. Lý Giật cơ hồ cố tình đi lên trước một bước, nhàn nhạt, nhạt nhìn âm thiên kiệt rồi nói, nếu người cút ra, ta sẽ không đích thần đuổi người đi đâu. Đuổi ta đi sao? Âm thiên kiệt cười hà hà. Nếu Lý Hàn ở đây nói lời này, có lẽ còn có vài phần chắc chắn nhưng nếu là người thì tiêu tử người không sợ chết sao? Lý giật khẽ cười nói, cường giả cấp bậc đấu sư, Lý giật ta không phải chưa từng giết. Âm đoàn trưởng cùng lắm cũng chẳng qua chỉ là đấu sư đỉnh phong mà thôi. Lý giật hôm nay lại muốn thử xem, khi đồng thủ, rốt cuộc là ai muốn chết. Được lắm. Âm thiên kiệt sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra người, người đồn rằng tên phế vật Lý giật này, ngày nay không giống lúc trước. Ta còn cho rằng là giả, hiện tại xem ra chỉ đã cứng cỏi hơn trước nhiều. Ta cũng không ức hiếp người. Nếu người có thể đánh thắng được thủ hạ của ta, vậy thì hôm nay ta sẽ tha cho người. Thế nào? Lý giật nhàn nhạt, nhạt nói. Lời này của người sai rồi. Phải là ta tha cho người, không phải người tha cho ta. Tiểu tử người mồm mép lắm. Âm thanh kiệt lộ ra một nụ cười ẩm độc. Mà phàm, chăm sóc tử tế cho lý tiêu giả chúng ta đi. Chú ý nhẹ tay một chút, đừng làm hắn bị thương tránh Lý Hàn tìm ta tính sổ. Nói rồi hắn lui về sau vài bước, hưng chí nhìn Lý Giật. Với nhãn lực của hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lý Giật nhiều nhân cũng chỉ là nhất tình đấu giả. Nhân vật như vậy, có thể có vốn liếng gì để hoành hoang đây? Trang hắn tên ma phạm cười lành một tiếng, hắn bước lên trước vài bước, lạnh lẽo nói, Lý thiếu gia, người hãy dùng vũ khí đi, ta không muốn chiếm lợi thế. Lý Giật cũng không khách khí, hắn bước lên trước một bước, tay phải lật một cái, một thanh trường thương từ không khí đã hiện vào tay hắn. Mũi thương của hắn khẽ điểm, nhàn nhạt, nhạt, nói, nhiều lời làm gì, cuối cùng cũng không phải là đánh sao, đến đây đi. Ma phàm hừ một tiếng, cũng không phí lợi thêm. Hắn vỗ tay một cái, một quyền đã đấm thẳng vào ngực của Lý Giật. Lý Giật cười lạnh một tiếng, tay phải vùng ra, một đường thương đã lướt qua cánh tay của hắn. Chỉ nghe thấy cang một tiếng, đường thương đã đâm vào cánh tay của ma phàm nhưng lại không hề hấn gì, ngay cả một viết hẳn cũng không có. Tiểu tử, thứ tên này luyện là đấu khí thổ hệ, rất có khả năng là loại phòng ngự mạnh nhất trong thổ hệ. Chỉ có điều đẳng cấp công pháp của hắn có lẽ không được cao. Với thực lực của ngươi, nếu cẩn thận một chút, không có để ứng phó đâu. Dòng nói của xa tôn giả vang lên trong đầu của Lý Giật. Lý Giật gã gật đầu, hắn cũng nghe nói mỗi loại đấu khí của mỗi hệ đều có những đặc sắc riêng. Và đấu khí thổ hệ sau khi luyện thành, thần thể sẽ còn cứng hơn cả đá vài lần. Lý giật đã từng nghe nói, trong binh đoàn huyết lang có người luyện một bộ công pháp tên là thiết bích huyết. Nói là hai tay luyện đến mức còn cứng hơn cả kiềm thiết. Chắc rằng người được nói đến chính là gã mà phạm trước mặt này. Loại công pháp này đối với người khác mà nói thì không có gì. Nhưng đối với lý giật mà nói lại đúng là một loại có đối phó nhất. Thứ mà lý giật giỏi nhất chính là có thể trọng trước mắt, lấy tính mạng của người khác nhưng sau khi luyện thành thiết bích huyết, sơ hở trên người cực kỳ ít. Với thực lực đấu giả của Lý Giật, muốn phát được lớp phòng vệ này coi như cực kỳ khó. Đối phương nhìn thấy đòn đầu tiên của mình thất bại, hai tay cùng vỗ, một đường đấu khí trào ra, đã một chiều đánh đến. Phá nham loạn. Lý Giật khẽ có mắt lại, chiêu này cho dù là hắn cũng không dám nghình tiếp trực diện, ngay lập tức chỉ chỉ vụt người, tránh sang một bên. May mà tốc độ của Lý Giật rất nhanh, chỉ thoáng vụt một cái, đòn của ma phàm đã đánh vào không trung. ầm một tiếng, một chân bàn bị ma phàm đánh cho vỡ, thức ăn trên bàn văng tung tóe. Lý giật lại khép vụt thân hình, đến đằng sau hắn, trường thương trong tay vung ra, lại đâm đúng vào giữa lưng của hắn. Đình một tiếng, là một tiếng trong phát vàng lên, trường thương của Lý giật đâm vỡ khồi giáp của hắn, nhưng lại một lần nữa bị trượt ra, giống như đánh vào kim thiết vậy. Thiên bình huyết của hắn lại luyện đến toàn thân sao? Linh giật lòng thầm kinh hãi. Nếu như vậy, thực lực của đối phương sợ rằng là tam tinh đấu sư trở lên. Thần sắc vững chắc như vậy, lại cộng thêm xa y đấu khí. Đây là tình huống hiện nay mình không thể nào đối phó được. Trừ phi dùng thanh vân thủ, cơ hồ còn có một tia cơ hội. Thế nhưng lúc này, lại dùng thanh vân thủ, hát chẳng phải thừa nhận mình giết ẩm húc sao. Yên kỳ này của hắn còn chưa dứt, ma phàm đã xoay người đấm tiếp một quyền. Lý giật trong lòng thầm than khổ, ngay lập tức hai mắt lại sáng lên. Công pháp của hắn lợi hại thế nào đi chẳng nữa, cũng không thể nào luyện đến cả hai mắt chứ. Nghĩ tới đây, trường thương trong tay của Lý giật rít lên một tiếng. Đầu khi hắc sắc đã giống như một ngọn lửa bốc lên, người hắn nhanh chóng xoay người mà phạm. Trường thương trong tay như lê hoa bạo vũ đầm tới. Chỉ nghe thấy đình đình đình, cũng không biết là bao nhiêu tiếng. Mỗi đường thương của Lý giật đều đâm vào mặt của mà phạm nhưng Ma phạm dường như cũng biết được nhược điểm của bản thân chính là ở mặt. Hắn thả không tấn công, cũng quyết giữ được phòng thủ ở mặt. Lý giật lùi nửa bước, chân phải đạp mạnh một cái, càng người bốc lên cao. Đầu khí trên trưởng thường trong tay lại càng thịnh, rồi trong không trung đầm thẳng xuống chỗ ma phạm. que mắt của ma phạm vụt lóe tinh quang, hắn cả đạp chân, một luồng đấu khí thổ hoàng sắc, chớp mắt bao trọn càng người hắn, hình thành một chiếc xà ỉ đấu khí không ngừng chập chờn trong không khí. ầm một tiếng, đường thương của Lý Giật lại đâm vào tay của Ma Phạm. Trong không khí, ra ra một chuỗi tia lửa. Đường thương này của Lý Giật đầy khí thế, uy lực kinh người, nhưng lại chỉ có thể đánh Ma Phạm lùi vài bước. Đầu khí thổ hệ, quả nhiên không hồ là phòng thủ đệ nhất. Đường thương của Lý Giật đánh xuống, lại không hề có ý buông tha. Hắn nhìn lúc Ma Phạm liên tiếp thối lùi về sau, nhanh nhanh chóng tung bột cước đến, dùng cả tay chân đấu khí toàn thân ngay lập tức như một ngọn lửa bùng cháy. Toái cốt trường, khai sơn quyền, liệt thi trảo điệp tiền thối. Những đấu kỹ hạ cấp học được ở diễn võ các lúc trước được đánh túi bụi về phía mà phạm. Liên giật hết chiều này đến chiều khác, cơ thể mỗi lúc một nhanh. Khi mới bắt đầu, hắn chỉ dùng đấu kỹ cấp thấp, nhưng theo thời gian, đấu kỹ của hắn rất tự nhiên đánh vào theo chiều số của huyễn sát. Ngay lập tức, những đấu kỹ cấp thấp ấy uy lực đại tăng vọt lên vài thành. Thế nhưng cho dù là vậy, hiệu quả cơ hồ lại cực nhỏ. Liên giật cảm nhận được rõ ràng, bản thân tùy liên tiếp đánh từng chiều đấu kỹ xuống, đều đánh mạnh vào trên xạ y đấu khí của ma phạm. Nhưng xạ y đấu khí của hắn vẫn vô cùng vững chãi. Từng chiều đánh xuống, bản thân bị được phản chấn làm cho tay chân tê rần. Đến cuối cùng, hắn tự biết cứ tiếp tục như vậy, ngoài việc tiêu hào đấu khí ra, vốn không có lợi ích gì khác. Lập tức, hắn cựng người lại, rồi nhanh chóng lùi về sau. Trường thương trong tay đã sớm biến dạng. Liên giật tiện tay vứt trường thương đi, nhãn thân hướng về phía ma phạm. Một cường giả đấu sư đều sớm đã có chuẩn bị, bản thân quả nhiên không thể nào phá được lớp phòng ngự của hắn. Ma phạm chậm rãi tả hai cánh tay đang bảo vệ mặt xuống. lúc không có người nhìn thấy, đôi tay không tự nhiên khẽ run rẩy vài cái. Trong ánh mắt nhìn lý giật lại tràn ngập hùng sát khí. Cơ hội chỉ hận rằng không thể ngay lập tức xé nát lý giật ra. Tiểu tử, trừ phi ngươi dùng thanh phân thủ, bằng không muốn đánh bại tên này sẽ không dễ dàng đâu. Tên này kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, lại vô cùng cảnh giác, khác hẳn với đại trưởng lão mà người đã giết. Giọng nói nhàn nhạt, nhạt của xà tôn giả lại vang lên. Lý giật kẽ tiếng cười, trong đọng đáp. Không sao, cho dù ta không thắng đổi hắn, với tốc độ của ta, ta cũng không thể thua. Ta lại không tin lâu như vậy gia tộc của ta còn không nhận được tin. Ta lại muốn xem xem, rốt cuộc là ai có thời gian để lãng phí tiếp đây. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Giật, Ma phàm lạnh lẽo nói, Thế nào, Lý Thiêu Gia đánh đủ rồi à? Nếu đã đánh đủ rồi, chỉ bằng để ta đến. Lý Giật nhàn nhạt cười đáp, Mời, dù gì ta cũng đánh mệt rồi, đến lúc thay đổi một chút rồi. Âm thiên Kiệt bên kia, mặt vẫn hiện ra nụ cười mỉa mai, cơ hồ hắn kẽ lắc đầu nói, Lý Tiêu giả, bộ thiết bích huyết của ma phàm được gọi là công pháp phòng thủ mạnh nhất. Với thực lực của ngươi, cho dù trong tay có một vũ khí cấp 7, cấp 8, cũng không thể nào phá được lớp phòng ngự của hắn. Hay là ngươi nhận thua đi, lúc này vẫn chưa muộn đâu. Bằng không, hắn thật sự nổi giận rồi. Vậy thì cho dù là ta, cũng không có cách ngăn hắn lấy mạng của ngươi. Đến giật cười cười, lại không đáp lời, chỉ nhạt nhạt, nhạt nhìn ma phàm hiện ra một vẻ khinh thường không màng khó tả. Ánh mắt này của Lý Giật khiến ma phàm đã động nộ. Trong mắt của hắn, đòn tấn công của Lý Giật vốn không thể nào gây thương tích thực tế nào với hắn. Nhưng đối phương lại còn dùng ánh mắt ấy để nhìn mình, giống như là muốn hắn bốc hỏa trong lòng. Cuối cùng hắn khẽ hít một hơi, lạnh lùng cất tiếng nói. Đây là tự người tìm cái chết, đừng có trách ta. Chỉ thấy ma phàm vừa dứt lời, hắn đã khẽ hít vào một hơi, cả người khẽ bước lên trước một bước, xa y đấu khí trên người không cực trào động. Lý giận khẽ nheo mắt lại, trong lòng đã nảy sinh sự cảnh giác. Đối phương tuy chỉ lên trước một bước, nhưng khí thế đã hoàn toàn khác. Nếu mình đoán không nhầm, lúc này đối phương đã thật sự động xoát tâm. Chợp mặt, khí tức trên người xa phàm lại khựng lại một chút, ánh mắt vụt hiện tình quang. Sau đó đấu khí cả người cùng lúc trào ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Ánh sáng trong phòng ngay lập tức tối đi cơ hội tất cả ánh sáng đều bị hút đến lòng bàn tay của ma phạm đấu khí vốn là màu thổ hoàng sắc lúc này lại nhấp nháy ánh vàng nhàn nhạt, nhạt âm thiên kiệt thoáng ngây người thất thành nói ma phạm ngay cả chiều này ngươi cũng biết sao ngồi trên thượng thọa diệm thành mã hải mặt cũng sáng lên bật ra lẩm bẩm cấp chủ tước có thể thay đổi tính chất của đấu khí đây chắc chắn là đấu kỹ cấp chủ tước trong trận đấu Lý giật chỉ cảm thấy chói mắt. Toán cái cả người mà phạm đã bổ đến nhanh như tiềm điện. Còn chưa kịp cho hắn phản ứng gì, một quyền đã giáng xuống. Thiết sư khiếu. Đầu khi kiểm sắc nhàn nhạt trên quyền của ma phạm đã hình thành một đầu sư tử dữ tợn. Đầu sư tử cơ hồ vô thành gầm một tiếng, sau đó giống như huyện ảnh lao bổ vào lý giật. Đến hay lắm. Lý giật khẽ quát một tiếng. Hôm nay để ta xem xem đấu sư có thực sự như thế nào thế nhưng hồi phong trưởng rào kinh. Đầu khi hắc sắc, chỉ trường của Lý Giật hình thành một lốc xoáy nhỏ, theo trường của Lý Giật đánh ra, chặn ngay vào quyền của Mà Phạm. Ẩm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, quyền trường trong thoáng chốc và chạm vào nhau, tạo ra một cơn chấn động dữ dội. giặc một tiếng, còn chưa ai nhìn ra rút cuộc xảy ra chuyện gì. Khối giáp của Ma Phạm đã bị nát vụn, rời xuống đất. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người đang đứng tại chỗ phải lùi về sau nửa bước bỗng nhiên cả người bay văng đi, đập mạnh vào vách tường, còn chưa rơi xuống đã hộc ra một búng máu tươi. Lại nhìn thêm, y phục trên người hắn lúc này đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, tay phải vùng quyền đã quẹo đi một cách quỷ dị, giống như là bánh quay trèo. Cả người hắn toàn vết máu, hiện hiện trên làn da bên ngoài là những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Cả người ma phàm rung lên, hắn cờ hồ đã dùng hết sức để đứng dậy, nhưng chưa đứng thẳng dậy, người đã cứng đờ rồi cứ như vậy ngất đi. Âm ừ, thiên kiệt cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ thất kinh. Hắn chỉ nhìn ma phàm một cái, không nén được trầm giọng nói. Hay, hay lắm, lý Tiêu giả, chiêu này của người không những đánh vỡ sườn tay của hắn, còn làm gãy mấy chiếc sườn sườn của hắn. Xem ra tin đồn gần đây về lý thiếu gia không hề giả chút nào, bản tọa coi như đã lĩnh giáo rồi. Lý dần một chiều đánh ra, cứ huyết ở ngực bụng cũng không ngừng nhộn nhạo. Chiêu hồi phong trưởng vừa rồi của hắn đã đánh đấu khí của ma phàm trở về nhưng vì đấu khí của đối phương xâm nhập vào cơ thể cánh tay của hắn lúc này đã hát tê đến độ muốn đứt đỉa nếu không phải lúc thèn chốt xa tôn giả trong vân hoàng giới chỉ tiếp sức phải tiền đấu khí lúc này nói không chừng hắn đã bị đánh văng đi rồi thực lực của đấu sư quả nhiên không hề nhỏ chỉ có điều tuy rằng như vậy nụ cười trên mặt của lý Giật vẫn không hề biến đổi hắn nhàn nhạt, nhạt nói âm đoàn trưởng người lại muốn đánh với ta một trận nữa sao hay là chuẩn bị cút ngay bây giờ âm thiên kiệt lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt hắn nhìn lý giật một lượt rồi gật đầu nói được lý thiêu ra quả nhìn có thứ để huỳnh hoàng quả nhiên danh bất hư truyền ta đã nhớ rồi bên ngoài cửa có thêm mấy tên dòng vinh lao vào luống cuống kiêng ma phạm ra ngoài âm thiên kiệt lại nhìn chăm chăm vào lý giật một lần nữa cũng không nói gì thêm xoay người bỏ đi diệp thanh má ngồi trên thượng tọa cơ hồ mỉm cười hắn vỗ tay khẽ tiếng mà nói bản lĩnh giỏi lắm bản lĩnh giỏi lắm hôm nay nếu không tận mắt nhìn thấy diệp bố tuyệt đối không thể tin lại có đấu giả có thể đấu lại với cấp đấu sư còn một chiều đánh bại không tồi không tồi lý giật nhàn nhạt, nhạt cười diệp thiếu già quá khen rồi chút bản lĩnh của ta sao có thể so bì được với hai vị chứ người nói đúng không lòng thiếu già lòng cạo thiên gượng cạo cười cơ hồ không ngờ đến lý giật lại có thể dọa khiến cho âm thiền kiệt mất đi như thế ánh mắt nhàn nhạt, nhạt của lý giật lúc này nhìn hắn khiến hắn giật thót tim nhưng lại không nói ra được gì lúc này không khí trong phòng cực kỳ cổ quái ánh mắt của mấy nữ tử nhìn lý giật đã tràn ngập ánh sao còn long ngạo thiên nhìn qua có chút gượng gạo còn về diệp thành mã vẫn luôn là biểu hiện bình thản dường như cuộc chiến ngầm của Long ngạo Thiên và lý giật không hề có chút liên quan nào đến hắn vậy về phần nhược phân lúc này nhìn vào bóng lưng của lý giật trong khóe mắt hiện ra mấy phần tầm tư lý giật kẽ hít vào một hơi cũng biết tình hình này cũng không phải là lúc ra tay với lòng ngạo thiên hắn biết mình có thể lấy được mạng của hắn nhưng có thể sắp xếp như vậy hắn tám phần là đã tính kỹ cho dù mình động thủ cũng không thể nào làm gì được hắn những người khác không biết chỉ riêng diệp thành mã nhìn không rõ cao thấp nếu thật sự động thủ Bản thân có lẽ không phải là đối thủ của hắn Vì vậy lúc này Không phải lúc trở mặt Có điều lý giật cũng đã tính kỹ Trốn phòng nguyệt như thiên hương lậu Nhiều người phức tạp Nếu bản thân không trở mặt Như tới Long Ngạo Thiên cũng hết cách với mình Lập tức hắn không còn nhìn Long Ngạo Thiên nữa Nhắn thần chỉ hướng về Diệp Thành Mã Nhàn nhạt, nhạt nói Được rồi, rượu đã uống rồi Kịch cũng đã xem hết rồi Không biết hôm nay Diệp Tiêu Gia cố ý mời ta tới có chuyện gì có phải cũng có thể nói rõ rồi không diệp thanh mã nâng tì rượu trước mặt lên uống một hơi hắn thở dài một tiếng trầm giọng nói Tạm bởi đến vạn triều thành này đã nghe nói sự tích của lý thiếu gia vốn dĩ chỉ có là cho rằng là lời đồn mà thôi vì vậy muốn gặp thử cho biết hôm nay gặp được đúng là danh bất hư truyền vì vậy diệp mẫu thật sự có việc muốn lý thiếu gia suy nghĩ một chút lý giật mỉm cười nói Diệp thiếu già xin cứ nói, đừng ngại. Diệp thanh mã nhìn Lý Giật, sau chốc lát kẽ cởi nói, yêu cầu này có lẽ sẽ gây khó cho người, nhưng lợi ích ở bên trong lại rất nhiều. Vì vậy vẫn mong đi thiếu già người nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Không biết là Lý Giật thiếu già nếu bắt đầu từ ngày hôm nay bỏ đi một chữ lý, từ nay gia nhập vào Diệp gia ta thì thế nào? Ta đúng lúc có một bụi bụi tương xứng với Lý thiếu già. Diệp mỗ nhận thấy hai người thật xứng đôi vừa lứa sắc mặt của lòng ngạo thiền khẽ biến đổi, cơ hồ không ngờ đến chuyện lại phát triển theo hướng như vậy. Ngay cả Lý dần cũng không ngờ, cái gọi là yêu cầu của Diệp Thành Mã lại là chuyện này. Diệp Già ở đế đồ sao? Một trong tứ đại thế gia ở đế đồ đấy. Lý dần đưa tay sở mũi, lầm nhầm nói, không biết rằng nếu ta gia nhập vào Diệp ra, cũng được tính là đệ tử trì thứ của Diệp giả chứ, cũng có thể tù luyện đấu kỹ cao thâm của Diệp ra sao? Diệp Thành Mã nhàn nhạt, nhạt cười nói, dĩ nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng với thiền từ của Lý Thiếu Gia, ở Diệp Gia ta, e rằng chưa đầy mấy năm thì sẽ có tư cách này. Còn về lợi ích khi vào Diệp Gia ta, ta cũng không cần phải giải thích nhiều chứ. Lý giật nhàn nhạt, nhạt, cười, khẽ tiếng nói. Diệp Thiếu Gia, người muốn ta bỏ đi thần phận Thiếu Gia chủ của Lý Gia để vào Diệp Gia người. Đi là một người chi thứ không khác đồ bọc. Người có thấy đầu óc của người có vấn đề không? Hay là đầu óc của ta có vấn đề chứ? Diệp Thanh Mã thở dài, lẩm bẩm nói. Người đã nói như vậy, xem ra đầu óc của hai chúng ta không có vấn đề. Chỉ có điều lý thiếu Gia không biết đã nghe nói qua một câu nói hay chưa. Cây cao đứng giữa rừng, tần sẽ bị gió mạnh thổi. Lý thiếu Gia thiên tài như vậy, nếu không tìm một thế lực có bối cảnh tốt một chút để mà làm chỗ dựa. Nếu như ngày nào đắc tội với một người nào đó, giữa đường bị chết đi, hát chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Ta thấy thành tựu sau này của Lý Thiếu Gia ngươi chắc chắn là bất phạm đấy. Lý giật nhàn nhạt, nhạt, nói, chỉ là không biết người mà ta đắc tội lúc này có bao gồm cả Diệp già ở đế đô không? Chuyện này à? Diệp thành mã cười hà hạ. Chuyện này thì phải xem vào sự lựa chọn của Lý Thiếu Giang gây rồi. Đương nhiên ta cũng biết sự lựa chọn này rất khó khăn. Nhưng con người nhiều lúc lại không thể không lựa chọn. Vì vậy ta cho Lý Thiếu Gia ba ngày thời gian. Sau ba ngày, ta ở đại sảnh lòng già cùng khẩu. Đến lúc đó, quan hệ của chúng ta như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của Lý Thiếu gia người thôi. Lý Giật nở một độ cười nhàn nhạt, nhạt, Vậy thì thật sự phải cảm tạ hảo ý của Diệp Thiếu Gia rồi. Người yên tâm, cho dù là Diệp Thiếu Gia hay lòng Thiếu Gia, ba ngày sau Lý Giật nhất định sẽ cho các người một lời nói hoàn mỹ. Ánh mắt của hai người chạm nhau, rồi đôi bên khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời mắt đi. Sát ý nồng nặc ấy dường như chưa từng tồn tại. Nếu đã như vậy, Hôm nay Lý Giật xin cáo tử trước. Lý Giật khẽ chắp tay, rồi tư thế chuẩn bị muốn đi. Thế nhưng Diệp Thanh Má còn chưa nói gì. Nhược Vân bên cạnh đã đi đến phía trước một bước, cắn chẳng nói. Lý Giật, hôm nay sao chàng lại đi? Chàng, chàng hôm nay nếu chàng không giải thích cho ta, chàng đừng mong đi được. Lý Giật thoáng ngây người, nữ nhân này sẽ không ngu gốc đến mức đó chứ. Biết cho bầu không khí không ổn rồi, còn đưa ra yêu cầu này thế nhưng lý giật nhìn vào nàng nàng nhanh chóng trước mắt chỉ có điều động tác của nàng hết sức bí mật chỉ có một mình lý giật nhìn rõ lý giật thoáng chần chừ hắn không biết tiểu lý giật và nữ nhân này có chuyện gì nhưng lúc này nhược vân hiển nhiên là còn có suy nghĩ khác ngay lập tức lý giật ho khăn một tiếng rồi nói vậy thì nhược vân không để ý đến ánh mắt của người khác chỉ kéo tay áo của hắn rồi bước qua cánh cửa bên phía sau diệp thanh mã cười ha ha giọng nói từ xa vang vọng tới nếu như đi thiêu già đã có hẹn với giai nhân diệp mẫu dĩ nhiên không làm ác khách rồi lý giận khẽ nhíu mày mặc cho nhược vân đưa mình vào một gian phòng được trang trí vô cùng tinh tế và trang nhã rồi ngồi bừa lên trên chiếc giường mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ bên trong giường khiến cho lý giận tâm trí rối loạn ở trên chiếc bàn không xa còn có một lư hương bên trong tỏa ra một làn gói uốn lượn. Nhược Vân chậm chậm đi một vòng bên giường, nhãn thần đầy vẻ hoài nghi. Đi giận cũng không lên tiếng, chỉ là muốn xem thử nơi nhân này muốn làm gì thôi. Hai người cứ nhìn nhau như vậy không biết bao lâu sau, thì Nhược Vân mới kẽ thở dài. Tiếng thở dài còn mơ hồ, mang theo một nỗi niềm sầu ai và tâm sự trọng chất. Sau đó, nàng lấy một hộp ngọc từ trong một chiếc tủ trong góc phòng, đưa cho đi giật, nhàn nhạt, nhạt nói thứ này là người khác tặng cho ta, nghe nói rất có ích với loại thương thế, chàng uống vào đi, nếu không thương thế của chàng không ổn được đâu. Đi dần đón lấy cái hộp ngọc, nhất thời lại có chút thất thần. Thần sắc ấy lọt vào đôi mắt của Nhược Vân, nàng dường như lại càng thêm u uất nàng khẽ khàng than thở nói. Lục trường, chàng hay nói với ta, trên vai chàng gánh vác trọng trách chấn hưng gia tộc, đời này đã định là sẽ phụ ta. Ta vẫn luôn không tin, ta biết tính cách của chàng luôn kiên cường, lòng chàng muốn một tiếng kinh người, cũng biết chàng than hoa háo sắc, cũng là giả tạo thôi, trong lòng chỉ có một mình ta. Nhưng từ ngày hôm đó, chàng bị mạc ra tiểu thư gọi ra ngoài, ta vẫn luôn thấy tâm thần bất an. Nhưng ngày nay, chuyện nào của chàng mà ta không biết, không biết đã bao lần ta muốn lao đến đi ra để tìm chàng, lại sợ làm lộ bí mật của chàng. Trời thương chàng lại làm ra từng chuyện từng chuyện, nhưng chàng có biết ta đã lo lắng như thế nào không? Khuôn mặt của Lý giật cứng đờ lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho được. Hắn tuyệt đối không thể ngờ, hôm nay đến thương hương đầu lại dính vào chuyện này. Có điều vẻ mặt của Lý giật lại khiến Nhược Vân càng đau lòng. Tự hồ nàng muốn bước ra để tận tay bón thuốc cho hắn, nhưng vẫn do dự một hồi rồi dựa vào cửa sổ mà khẽ nói. Trong đế quốc thiên phong này, có thể nói phong vân biến hóa quyền thế kinh áp, cho dù một vạn triều thành nhỏ nhoi này cũng nào có ngoại lệ. Chỉ là ngươi tranh ta cướp, đâu có dễ dàng gì. Chẳng muốn chấn hưng danh tiếng nghìn năm của gia tộc, lại khó khăn biết mấy. Chỉ là ta đã nói, đời này kiếp này, nhược vân ta vẫn yêu lý giật chàng. Chẳng muốn làm gì, ta sẽ không cản chàng. Nhưng nếu ngày nào đó chàng mệt rồi, hãy nhớ rằng ở thiên hương đầu này có một cô gái yếu mềm đang đợi chàng đến. Lý giật miệng thầm kêu khổ, lúc này đã không thể không nói gì. Hắn chần chừ trong chốc lát mới khẽ tiếng nói, xin lỗi. Nhật Vân từ từ bước tới, đưa tay vuốt tóc trên đầu của hắn, rồi ôm đầu hắn vào ngực mình. Một hồi lâu sau mới xỉ giải mà nói, chẳng có lỗi với ai, người mà chàng có lỗi chính là bản thân chàng mà thôi. Còn nữa, Diệp ra ở đấy đô kia, tuyệt đối không phải là thế lực mà chàng lúc này có thể tùy tiện đắc tội, chàng phải cẩn thận đấy. Dứt lời, Nhược Vân chậm chậm buông tay ra, lui về sau vài bước ánh mắt đờ đẫn nhìn bên ngoài cửa sổ dường như những lời vừa rồi đều là không phải nàng nói thế như kiếp trước của lý giật dù gì cũng là một nhân vật tung hoành hoa đô lúc này nếu như nhược vân nói những câu khác đòi chuyện này chuyện kia với hắn đòi giao vãng hay là hợp thể cái gì đó chắc chắn hắn sẽ không có chút áp lực nào nhưng lúc này thái độ của nhược vân như vậy tuy rằng bình lặng nhưng lại ẩn chứa một mối tình sâu đậm đằng sau sự bình lặng ấy, một mối tình vô cùng đồng ấm. Trong lúc nhất thời không biết tại sao, trong lòng lý giật lần này sinh một cảm giác đố kỵ. Hắn dĩ nhiên biết rõ, toàn bộ tâm tư của tuyệt đại giai nhân trước mắt đây đều dồn vào cho tiểu lý giật không may đã chết, chứ không phải là bản thân hắn. Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ hoang đường, nếu là mình có thể khiến cho nữ nhân này yêu say đắm như vậy không? Hiếm khi trong đầu lại có cảm giác hồ đồ như vậy, Lý giật cũng không biết đã bước ra khỏi khuê phòng của Nhược Vân như thế nào, rồi đến gian phòng vừa rồi. Diệp Thanh Mã và Long Ngạo Thiên cơ hồ không vội đi, lúc này còn đang nói cười uống rượu trong đó. Những thi thể của đám thần vệ vừa rồi không biết đã được thu dọt sạch sẽ từ lúc nào. Ngay cả bàn rượu thịt của Lý Giật cũng được thay mới. Thấy Lý Giật bước vào, Diệp Thanh Mã cười hà hà rồi nói Lý Thiêu Già sao lại nhanh như vậy? Ta còn cho rằng Lý Thiêu Già thế nào cũng ở hết cả đêm kìa. Hộp ngọc Lý Giật cầm trong tay, trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Nhìn hai người trước mặt, ngay cả mấy câu khách khí trước mặt cũng chán không thèm nói. Chỉ tiện tay, cân chiếc hộp ngọc vào trong lòng, rồi bước nhanh xuống dưới lầu. Chỉ có Diệp Thanh Mã và Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều lộ ra một vẻ không hiểu gì. Mọi người đều nói rằng Lý Giật là người duy nhất nhiều năm nay được phép bước vào trong khuê phòng của Nhật Vân kia sau hôm nay lại lèn chạy ra? Lẽ nào nguyên nhân thật sự mấy ngày nay thực lực của Lý Giật thăng tiến là vì luyện quỳ hoa bảo Điền tịnh ta kiếm phổ trong truyền thuyết sao? Trong lòng hai người đều cười thầm, chứ có điều đoán đúng cũng chỉ là đoán mà thôi, cũng không ai nói ra. Chỉ nhìn Lý Giật rời khỏi, hai người cũng chán ngồi tiếp, mà đứa mắt nhìn nhau cũng bước xuống lầu. Người của Lý Gia, Long Gia và dòng binh đoàn huyết lang động thủ ở thiền hưởng đầu còn có người nào không có mắt ở lại tìm cái chết. Vì vậy Lý Giật khi bước xuống đại sảnh dưới lầu, mọi người đã đi sạch. Ngoài cửa, thân vệ của Long Gia và Lý Gia lần lượt đứng ở một phía. Gia vặt đều là thân thiết vô cùng. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra mùi thuốc súng ở trong nụ cười của hai bên vô cùng đồng nặng. Người đi đầu của Lý Gia chính là Lý Nguyên. Lúc này, vẻ mặt của hắn trông rất nồn nóng. Nhìn thấy Lý Giật hoàn chỉnh không sứt mẻ đi ra từ trong thiên hương đầu hắn mới thở phào bước lên nói. Thiếu gia chủ không sao thì tốt rồi. Nếu có chuyện gì, thuộc hạ nhất định sẽ hủy đi cây huyết lang trấn kia. Lý giật bây giờ mới khẽ lắc đầu, xem như đã đáp lời, lại chán nản không lên tiếng. Thần vệ bên cạnh cơ hội nhìn thấy tâm trạng của Lý giật đại thiếu gia nhà mình không tốt. Người nào cũng ngậm miệng không nói một câu. Đi được vài bước, đột nhiên có người vòng ra từ đám người, là Lý Nana, nàng gần đầu nhìn Lý giật, thoáng uất ức mà nói. Lý giật ca ca, sao người, sao người có thể đi đến nơi này? Bộ dạng này khiến trong lòng Lý giật cảm thấy ấm áp. Tâm trạng vốn rất sợ hãi với Lý Na Na lúc đầu, nhưng không biết tại sao. Hôm nay sau khi gặp Nhược Vân, tâm trạng ấy của hắn thay đổi phần nào. Hắn đưa tay cốc vài cái vào đầu Lý Na Na, rồi khẽ tiếng mà cười. Nếu nàng không thích ta tới, sau này ta ít lui tới là được rồi. Hắn vốn muốn nói câu sau này không đến nữa, nhưng không biết tại sao, vẻ mặt si tình của Nhược Vân thoáng chốc lại ùa vào tâm trí của hắn. Câu nói không đến nữa, cho dù thế nào cũng không nói ra lời. Lý Nà Nà nhìn vẻ mặt của Lý Giật khác lạ, vốn dĩ định truy vấn. Nhưng dù gì, nàng cũng là một nữ tử thông minh. Nghỉ một hồi rồi cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cùng Lý Giật lặng lẽ bước đi. Cho dù là thân vệ của Lý Gia hay là thân vệ của Long Gia, nhìn thấy hai người bước qua đều cung kính né sang một bên. Chợp mắt sắp bước ra quảng trường, đột nhiên phía sau lại vang lên một tiếng ý kinh ngạc, sau đó một thân ảnh như do lốc lao đến trước mặt hai người. Ánh mắt của Diệp Thanh Mã hiện ra tiền ngạc nhiên, nhưng niềm vui trên quân mặt lại không hề che đậy. Hắn đăm đuối nhìn Lý Nà Na, khẽ cười nói, Nà Nà, không ngờ được gặp nàng ở nơi nhỏ bé này, xem ra hai chúng ta đúng là rất có duyên đấy. Lý Nà Nà sắc mặt không thay đổi, nàng chán trường nhìn Diệp Thanh Mã, chỉ nhàn nhạt, nhạt rồi nói người người nhận lầm người rồi. Diệp Thanh Mã cơ hồ quen với thái độ này của nàng. Hắn chỉ nhàn nhạt, nhạt, nói, nà, nà nếu ta nhớ không nhầm, ngay trước nàng liền bồm nhạc lý tiểu ca ca, từ lúc nào đã biến thành lý giật ca ca rồi. Nếu muốn chọn một cường giả, ta nghĩ ngay trước mặt còn có một sự lựa chọn tốt hơn đấy. Đi nà nà biến sắc mặt, ánh mắt nhìn sắp phát điên. Thế nhưng lý giật lại gốc đầu nàng, nhàn nhạt, nhạt, nói, Diệp thiêu ra, thời gian ước định của chúng ta còn chưa tới chứ, hay là Diệp Tiêu Gia muốn tiếp chiêu của Lý Mẫu trước rồi mới thảo luận đến chuyện khác. Nhìn cử chỉ thân mật của Lý Giật và Lý Na Na, ánh mắt của Diệp Thanh Mã hiện ra một tia lạnh giá. Hắn lộ ra một nụ cười thầm độc, nhàn nhạt, nhạt, nói, không sao, đợi ba ngày sau đi, ta hy vọng Lý Giật Tiêu Gia sẽ lựa chọn đúng đắn, bằng không... Nghe thấy vậy, Lý Giật khẽ lắc đầu, hắn kéo bàn tay của Lý Na Na, hai người đi vòng sang một bên, sau đó một giọng nói nhàn nhạt, nhạt lại vang lên bằng không người có thể khiến ta thế nào chứ diệp Thanh má chợt biến sắc mặt cơ hồ không nén được muốn giết lý giật ngay tại chỗ thế nhưng trước khi hắn đến gia tộc đã có mệnh lệnh phải nghĩ đủ cách để thu phục người này không thể để các gia tộc khác cướp tay trên lúc này hắn cũng không thể không nghiến răng chịu đựng chỉ khẽ tiếng rồi nói lý giật à lý giật ta thật sự hy vọng ba ngày sau người có thể cho ta một câu trả lời mãn ý cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ở phía sau nhưng Lý Giật lại không phát hiện. Hắn chỉ kéo tay Lý Na Na chậm chậm bước đi, chỉ là trong nằm không biết đang bay về đâu. Lý ra trong thư phòng của Lý Hàn. Lý Hàn khẽ đặt quyển sách trong tay xuống, như mày nói, Diệp già ở đế đô. Lý Giật gật đầu nói, không sai, người đến tên là Diệp Thành Mã. Diệp Thành Mã. Sắc mặt của Lý Hàn thoáng biến đổi, sau chốc lát thở ra một tiếng rồi nói, nếu là người khác thì còn có thể đối phó, nhưng Diệp Thành Mã này không đơn giản đâu. Đi dần nhàn nhạt, nhạt nói, là thế nào? Lý Hàn hít vào một hơi, nhào mắt nói, giật nhi, người có lẽ biết Bắc Đấu Tông chứ? Bắc Đấu Tông là Bắc Đấu Tông của đế quốc sao? Lý Hàn gần đầu nói, không sai, chính là Bắc Đấu Tông trong đế quốc, thân phận địa vị cực cao ấy. Thực lực của Bắc Đấu Tông thế nào? Sơn bồn ở đâu? Chuyện này ta không rõ. Nhưng điều duy nhất mà ta biết chính là tông chủ của bắc đấu tông là cường giả cầm đấu hoàng còn diệp thanh mã kia nghe nói chính là đệ tử quan môn của tông chủ bắc đấu tông thêm vào đó hắn lại là con cháu dòng chính của diệp già đế đô thân phận càng không bình thường trong hai thân phận này cho dù là cái nào cũng vô cùng kinh nhân còn nếu hai thân phận này cùng nhau e rằng ngay cả một số thế lực trùng đẳng trong đế quốc cũng không dám dễ dàng đắc tội với diệp Thanh mã vì vậy nếu lý giả chúng ta không đồng ý với yêu cầu của diệp Thanh mã e rằng dưới sự chèn ép của hai thế lực siêu nhiên này, đi chúng ta tuyệt đối không thể tốt đến đâu. Lý giật cười nói, vậy phụ thân đại nhân chính là để ta vào giang môn của Diệp ra sao? Dĩ nhiên là không phải, chỉ có điều ta lại không ngờ, chỗ dựa của Long Gia lại là Diệp Gia ở đế đô, chỉ có điều chỉ có Long Gia các người có chỗ dựa thôi sao? Lý giật cười, dĩ nhiên hắn biết rõ, Lý Gia nhiều năm nay có thể ngồi ngang hàng cùng Long Gia, dĩ nhiên cũng có chỗ dựa của mình hơn nữa có lẽ là một trong tứ đại thế gia bằng không lý hàn cũng sẽ không có khẩu khí này chỉ có điều đối với lý giật mà nói cơ hội đây lại là một cơ hội tuyệt hảo phụ thần đại nhân lý giật nhàn nhạt, nhạt nói tàng nghĩ bác đấu tông này có mạnh thế nào cũng không thể chống lại đấu thần điện chứ lý hàn gần đầu nói đây là dĩ nhiên đừng nói là bác đấu tông cho dù là tứ đại thế gia với bác đấu tông hoàng thất của đế quốc cùng liên kết lại e rằng cũng không dám đắc tội với đấu thần điện. Chỉ có điều đấu thần điện cũng không để ý đến quyền lực thế tục. Vì vậy nhiều năm nay, nhưng hòn đá tảng khổng lồ ấy vẫn có thể bình an vô sự. Có điều, lời này dĩ nhiên lý giận không nói ra, hắn chỉ khẽ cười nói. Nếu đã như vậy, vậy thì giật nhi lại có một suy nghĩ khác. Người nói xem. Chỉ bằng để còn tham gia tế thần điện hai tháng sau, chỉ cần có thể vào được đấu thần điện, đến lúc đó còn sợ diệp ra sao? nhìn về mặt bình thản của lý giật lý hàn khẽ nhíu mày với thực lực hôm đó người biểu hiện ra tết thần điện này cũng không phải không thể đi chỉ có điều có cần thiết không ta nghĩ thứ mà mẫu thân đại nhân gửi để lại cho ngươi đã đủ rồi chứ lý giật nhàn nhạt, nhạt nói đó hòa trong nhà ấm rốt cuộc cũng không thể lớn ra được ta muốn trở nên mạnh mẽ dĩ nhiên phải liều vài lần một cơ hội tốt như vậy nếu bỏ qua như vậy không phải đáng tiếc sao nếu thật sự ta vào trận đấu thần điện trong vạn triều thành này lẽ nào còn có chuyện lý gia và mạc gia sao lý hàn thoáng biến sắc mặt hắn không biết đã suy nghĩ bao lâu rồi gần đầu nói được rồi nếu như con đã muốn như vậy đi thì ta cũng không ngăn cản con chỉ có điều chuyện gì cũng phải cẩn thận còn phải biết rằng gia chủ đời sau của lý gia sớm đã là con rồi đấy diệp gia ư bắt đầu tông sao lý giận chắp tay đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng nhàn nhạt, nhạt bên ngoài phòng mình thần sắc bình thản dị thường. Lão quỷ, người nói thế được hai nhà này, rút cuộc đến mức nào đây? Thân ảnh hư ảo của xã tôn giả bay ra khỏi vân hoàng tứ trị. Hắn nhàn nhạt, nhạt, nói, bắt đầu tổng này ta đã từng nghe nói qua, lão quỷ bắt sơn đó khi còn trẻ đã là tàm tình đấu hoàng rồi. Hiện tại cho dù là có thể đột phá đến đấu hoàng tỉnh phong, có lẽ cũng không khỏa trường mấy. Nhưng muốn thăng cấp đấu tôn, ta thấy vẫn còn chấp chơi lắm. Dù gì thực lực đến mức này Muốn bước thêm một bất kỳ bước nào, chỉ dựa vào tu luyện thì không thể đủ được. Nhiều hơn nữa là cư duyên và sự lĩnh ngộ. Chỉ có điều truyền thừa của bác đấu tông đã có gần nghìn năm nay. Trong tông có mấy cường giả đấu hoàng cũng sẽ không khoa trường. Còn về diệp ra gì gì đó, ta lại chưa từng nghe nói qua. Có điều nếu như có thể sừng hùng trong đế quốc, trong gia tộc, nếu như không có một vài đấu vương cũng không thể giữ được cơ nghiệp lớn như vậy đâu. Đấu vương, đấu hoàng sao? Đi giật cả nhíu mày. Đây không phải nói là hai thế lực này muốn bóp chết ta, chứ còn dễ hơn bóp chết một con kiến sao. Tiểu tử, người trần tuột như vậy, đầu dễ chết thế. Sa tôn giả nhàn nhạt, nhạt, nói, quân hồ nếu bọn họ muốn thế nào, lẽ nào coi bản tôn là buồn nặn sao? Khẩu khí này, sa tôn giả có thể nói là lớn, nhưng khi hắn nói ra, lại không khiến người khác sinh lòng nghi ngờ. Đi giật im lặng trong giây lát, rồi kết lên tiếng nói, nếu ta dốc toàn lực, có mấy phần cơ hội giết chết diệp thành mã đó thế nào muốn giết hắn sao vẻ mặt của xà tôn giả vô cùng sảng người quả nhiên là tiểu tử to gan bằng trời người ta chẳng qua mới ép người một chút người đã muốn lấy mạng hắn người quả nhiên là rất độc ác có điều ta lại thích bằng không thì làm thế nào đợi ba ngày sau hắn tiếp tục huỳnh hoàng như vậy sao lý giật cười lạnh một tiếng thế lực đằng sau hắn quá kinh người nếu ta đối kháng trực diện với hắn cho dù bản thân ta có thể chạy được. Nhưng gia tộc lại không chạy được. Vì vậy nếu hắn biến mất khỏi nhân gian này, vậy thì tất cả đều dễ nói rồi. Huống hồ, có thêm hai tháng nữa, ta sẽ đi tế thần điện. Đợi sau khi ta vào đấu thần điện, cho dù bác đấu tông và diệp già biết được gì đó, lẽ nào còn có cách đối phó với ta sao? Tiểu tử người cũng tình tưởng đấy. Sa tôn giản nhàn nhạt, nhạt, nói. Nói như vậy, nếu cả đó chỉ có thực lực như ngày hôm nay, hắn biểu hiện ra, vậy thì người dốc toàn lực có lẽ có bảy tám phần cơ hội có thể giết hắn tại chỗ nhưng nếu như hắn còn giữ lại thực lực vậy thì tỷ lệ này sẽ tuột xuống nghiêm trọng nếu hắn lại có đấu kỹ cao cấp gì đó vậy thì nói không chừng người không đánh được hắn lại còn bị hắn cắn cho đấy cũng tức là nói ta không thể nào giết được hắn sao đi giật nhíu mày nhãn thần kẽ di chuyển cuối cùng nhìn về phía xã tôn giả lão sư thân hình hư ảo của xã tôn giả khẽ run lên không nhịn được trợn tròn mắt rồi nói. Được rồi, được rồi, người hãy gọi bản tôn đã lão quỷ được rồi. Cách xưng hô của người đột nhiên chuyển biến như vậy, bản tôn thật sự không thích ứng kịp. Nói đi, muốn gì nào? Lý giận nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, kẻ tiếng nói. Nếu ta nhớ không nhầm, cơ hồ đấu khí của lão quỷ người có thể truyền vào trong cơ thể của ta để ta sử dụng có đúng không? Nếu như vậy với thực lực của ta lúc này mà nói, cộng với sự giúp đỡ của lão quỷ ngươi ta có thể đạt đến cảnh giới nào? cảnh giới gì chứ? Nhãn thần của Sát tôn giả vụt lóe lên, sau chốc lát mới hàm hổ nói. Ta chưa thử nghiệm qua, dĩ nhiên cũng không rõ. Nhưng đấu khí của người và thủy nhủ đấu khí của ta, sau khi được dùng hợp, muốn giải quyết con tiểu tạp ngư kia cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đâu. Diệp thành mã là tiểu tạp ngư sao? Vậy mình hát chẳng phải là tạp ngư trong tạp ngư sao? Lý giật ngầm đảo mắt, trong lòng lại không nói gì. Thế nào người vẫn thật sự muốn giết hắn sao? Đi giật trầm giọng nói, lẽ nào còn đùa hay sao chứ? Có điều nếu như thực lực của bản thân không đủ, lão quỷ lần này phải trông vào ngươi rồi. Giả tôn giả lặng lẽ cười nói, dựa vào ta thì dựa vào ta đi, ai kêu người lúc này là đệ tử của ta chứ? Cũng được, tiểu tử người muốn động thủ khi nào? Lý giật cười lạnh một tiếng rồi nói, chọn ngày không bằng được ngày. Nếu như hôm nay Diệp Thanh Mã đến gây phiền phức cho ta, vậy thì đêm nay ta sẽ giải quyết mối rắc rối là hắn. Tránh lát nữa lại ngủ không ngon, con phải nghĩ đến chuyện của hắn. Nếu không muốn động thủ, vậy thì động thủ ngay bây giờ. Giả tôn giả cũng là không thích nhiều lời. Ngay lập tức hắn gật đầu nói, có điều nếu đã động thủ, chúng ta cũng không thể đi vào quang minh chính đại chứ. Tuy ta thì không sợ người khác phát hiện, nhưng nếu người bị người khác nhìn thấy mặt, vậy thì không được tốt đâu. Lý giận gần đầu nói, ta cũng không đến nỗi huỳnh hoàng như vậy chứ. Lục nói chuyện, Lý giật đã lấy một chiếc áo choàng đen từ trong dùng giới ra mặc vào người. Chỉ ngụy trang đơn giản như vậy, ngay lập tức đã biến thành người đơn giản trên đường hay gặp nhất. Tư thái này cho dù là bị người khác nhìn thấy, cũng không phát hiện ra điều gì. Được rồi, an toàn làm đầu. Đêm nay người đừng dùng đấu khí gì, toàn bộ cứ nhìn bản tôn đi. Nhớ cho kỹ đầy, người thả lòng tinh thần để bản tôn khống chế cơ thể của ngươi. Thân hình của xà tôn giả bay vào trong phần hoàng giới trị nhưng giọng nói vẫn chuyển ra bên ngoài. Ngay như vậy, lý giật gãy hít một hơi, tinh thần thả lỏng mấy phần. Đột nhiên hắn cảm giác được một luồng đấu khí nồng đậm đến cực điểm tràn ra từ trong vân hoàng giới chỉ. Trong chớp mắt, bảo lấy cả người lý giật, khiến người hắn có chút cảm giác kỳ dị. Cảm giác khó tả này khiến lý giật trong lòng kinh hãi. Dĩ nhiên hắn có thể cảm giác được luồng đấu khí này bên trong rốt cuộc ẩn chứa khí tức hùng sát nồng đậm đến mức nào. Tiểu tử, bản tôn đã nói từ trước rồi, bản tôn chỉ là trạng thái linh hồn. Tuy những ngày nay, vì được ngươi nuôi dưỡng, đấu khí đã hồi phục lại mấy phần, nhưng dù gì ta cũng không có thân thể. Những đấu khí này đều là nước vô tận. Tuy nhiều, muốn dùng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Vì vậy, mỗi lần ta dùng đấu khí, ngươi cần phải dùng đấu khí cho tốt để nuôi dưỡng linh hồn của bản tôn. Bằng không một khi đấu khí của bản tôn bị hào kiệt, linh hồn này cũng không thể duy trì được lâu đâu có lẽ lo lắng rằng sau này lý giật sẽ quá ỷ lại vào sức mạnh này vì vậy Sa tôn giả không nhịn được phải nhắc hắn một tiếng lý giật hít một hơi khẽ tiếng nói lão quỷ còn cần ngươi nhiều lời sao cười ha hả một tiếng xa tôn giả cử hồ đã yên tâm phần nào rồi lại chìm vào im lặng thế nhưng lý giật lại cảm giác được luồng đấu khí nồng đậm trong cơ thể mình đột nhiên khẽ rung động ngay lập tức cả người hắn lao bắn ra cõi phòng như thiểm điện chợp mặt đã biến mất trong bầu trời đêm vô số thần vệ tuần tra của lý gia lại không có ai phát hiện ra động tĩnh gì màn đêm đen như mực bầu trời u tối gió thổi phi vu. ngày giết người phóng hỏa đây chính là một ngày tốt ở sảnh bên của long gia lúc này có một ngọn đèn đang cháy sáng mấy thị nữ dùng mạo xinh đẹp trong đại sảnh đang nhẹ nhàng búa máy thân hình mềm mại của mình ngồi trên ghế thường chủ một ánh mắt thô thiển đang nhìn khắp người của thị nữ Mấy thị nữ này đều cảm giác cả người lạnh buốt Trong ánh mắt dõi nhìn này, y phục mỏng tang trên người của các nàng cũng đã không hề tồn tại. Chỉ có điều là các nàng cũng không dám nói nhiều gì, chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng lắc lư thần hình uyển chuyển của mình. Nếu hai vị trên thượng thủ ngắm được mình, cho dù là một thê thiếp cũng đã là bay lên cảnh cao làm phượng hoàng rồi. So với những thị nữ mặc cho người khác trả đạp, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần rồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt của lòng ngạo thiên chiếu thẳng lên người của mấy thị nữ. Hắn cơ hồ đã ấp ủ một hồi lâu, rồi khẽ cười nói, Diệp Sư Huỳnh, mấy thị nữ này nếu như người hài lòng, đêm nay chi bằng để họ hầu hạ nhé. Sư đệ ta bảo đảm những thị nữ này đều là hàng thượng đẳng, lòng già tàn đuôi dưỡng mười mấy năm rồi, đều là thân thể hoàn bích. Lạt nữa tặng hết cho Diệp Sư Huỳnh người. Nói thường tiểu đệ ta cũng có vài phần đau lòng đấy. Diệp Thanh Mã chậm chậm thu ánh mắt lạnh lẽo lại, nhìn lòng gạo thiên đã mỉm cười rồi nhàn nhạt, nhạt, nói lòng sư đệ khách khí rồi lần này sư tôn sai ta đến giúp người một tay đâu có chuyện chưa làm xong chuyện gì đã lấy lợi của sư đệ rồi chứ huân hồ dư huynh đệ chúng ta vốn không cần công đệ nhiều như vậy người nói có đúng không nếu không có lợi ích cái tên mặt sòng sòng với trời như người có giúp tên sư đệ như ta mới lạ lạ lòng gạo thiên thầm oán một câu nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm cung kính Diệp sư huynh đó đi đâu rồi? Nếu Diệp sư huynh từng ngàn dặm xa xôi đến nơi hoang vu này, tiểu đệ lại tiếp đãi không chủ đáo, đó không phải là đáng chết sao? Vì vậy sư huynh đừng bao giờ khách khí. Mấy tỷ nữ kia, người cứ thu nhận đi. Nếu thích, tiểu đệ sau này sẽ nuôi cho sư huynh. Sư huynh lúc nào cần, chỉ cần gửi thư tới, tiểu đệ đích thân đưa người tới. Diệp thanh mã ấp ở gần đầu nói, tùy người vậy, nhưng khẩu phòng nên kín một chút, người cũng biết là thứ mà sư tôn ghét nhất là gì mà. Điều này thì dĩ nhiên, tiểu đệ sau này trong tông vẫn còn nhờ Diệp Sư Huỳnh chiếu cố nhiều, nào có thể không biết tốt xấu như vậy. Long Ngạo Thiên cười hà hà, tay phải kẽ đảo một cái, bất động thành sắc, đã có một chiếc tình tạp rơi ra trước mặt của Diệp Thành Mã. Diệp Thành Mã khẽ quát mắt nhìn, nhíu mày nói, đây là ý gì? Long Ngạo Thiên nhàn nhạt, nhạt cười nói, đây là tình tạp không ký tên, bất cứ người nào đều có thể sử dụng bên trong có hai mươi vạn kim tệ là ý của phụ thần đại nhân ta lần này làm phiền diệp sư huynh như vậy nếu như không có chút tấm lòng hát không phải là long gia chúng ta không nói đạo lý sao diệp thanh mã cười hà hả rồi nói nếu như sư đệ đã khách khí như vậy vậy thì sư huynh ta cũng không khách khí nữa nói rồi diệp thanh mã lật tay một cái hắn đã thu tình tạp lại hiển nhiên trong tay của diệp thiếu gia này cũng có một dùng giới cái tên chưa thích lợi thì không làm việc này nếu cùng lý giật chết đi thì tốt quá. Lòng ngạo thiên lại thầm oán một lần nữa, nhưng nụ cười trên mặt không đổi. Nhìn kỹ bộ sáng của Diệp Thanh Mã, đợi đến lúc tầm trạng hắn tốt hơn một chút, mới cẩn thận nói. Có điều Diệp Sư Huỳnh, tiểu đệ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Diệp Thanh Mã nhàn nhạt, nhạt, liếc nhìn hắn rồi nói, người nói đi. Long Ngạo Thiên trong lòng suy nghĩ chốc lát mới chậm chậm nói, Diệp Sư huynh, lý giật đó hôm nay ngang tảng như vậy, cứ như là không coi Sư huynh ra gì tại sao sư huynh không giết hắn ngay tại chỗ? Trong thiên hương lậu hôm nay, tiểu đệ đã cho mai phục bốn đại trưởng não của gia tộc. Nếu sư huynh động thủ, vậy thì lý giật chắc chắn không còn đường về. Người đang trách ta sao? Diệp Thanh Mã như cười như không rồi nói. Lòng ngạo thiên khóe mắt dần dần, vội khẽ tiếng nói. Tiểu đệ không dám, mong Diệp sư huynh đừng hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. Diệp Thanh Mã xua tay nhàn nhạt, nhạt nói. Ta vốn dĩ muốn giết lý giật ngay tại chỗ, giải quyết một phiền phức lớn. Nhưng không ngờ, chuyện của Vạn Triều Thành các người hôm đó đã được báo đến tay một thế lực nào đó bằng một đường đặc biệt. Thế lực đó đang dự định tiếp xúc với hắn. Lão Tổ Tông của Diệp Gia chúng ta không biết tại sao cũng biết chuyện này. Vì vậy trước khi ta tới đây, ông ấy đã đích thân hạ mệnh lệnh, nghĩ cách lôi kéo lý giật. Nếu như việc này thành là tốt nhất, nếu không thể thành công thì... Diệp Thành Mã nói rồi, ra dấu cắt cổ. Lòng Gạo tiền sang mặt mừng rỡ nói, vậy thì ý của sư huynh là ba ngày sau người sẽ giết lý giật ngay tại chỗ rồi nhưng mà nếu hắn đồng ý với diệp ra hắn không phải là hỏng rồi sao vào diệp ra ta ư diệp Thanh mã khẽ biến sắc mặt sau chốc lát nhàn nhạt, nhạt nói vốn dĩ nếu hắn bằng lòng làm chó của diệp ra ta ta sẽ thả cho hắn một con đường sống nhưng hắn lại không biết xấu hổ vì vậy ba ngày sau cho dù hắn có đồng ý hay không kết cục của hắn sớm đã được quyết định rồi cả người long ngạo thiên cả chấn động hắn cũng là người thông minh tuyệt đỉnh ngay lập tức đã hiểu ngay, bật giác nói, Diệp sư huynh, lẽ nào người và Lý Nana kia? Diệp thanh mã nhàn nhạt, nhạt, nói, có vấn đề gì sao? Lòng gạo thiên khẽ biến sắc mặt, sau chốc lát chần chừ mà nói, có điều ngày hôm đó ở mạc ra, Lý Nana luôn đi phía sau Lý giật, cùng hắn bách bộ hoành hành. Đơn nhận này, Diệp sư huynh nếu có nghĩ ngợi gì, có phải nên suy nghĩ kỹ lại không? Diệp Thành Mã lấy ngón tay kẽ cỏ vào bàn. Với bối cảnh thần phận của Lý Nana một tên lý giận có thể xứng với nàng ta sao? Tuy rằng ta không biết với thân phận của nàng ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nếu như đã gặp rồi, lần này cho dù thế nào ta cũng cần có được người nữ nhân này. Vì vậy lòng sử đệ, ta muốn sẽ sắp xếp cho tốt một chút. Sắp xếp cái gì chứ? Sắp xếp cái gì sao? Đây không phải là phí lời sao? Diệp Thành Mã nhàn nhạt, nhạt, nói. Ba ngày sau, Lý Giật nhất định sẽ từ chối lời mời Diệp ra ta hơn nữa nhục mạ bắt đấu tổng sử môn chúng ta. Hai người chúng ta vì chuyện này phải giết hắn ngay tại chỗ, vì diệt cỏ tận gốc rễ sẽ phải diệt toàn bộ cả dòng họ lý ra. Lúc này đối với lòng sáng các người sẽ có nhiều lợi ích nhất, lẽ nào không cần chuẩn bị một chút sao? Khóe mắt chợt giật mạnh, Long Ngạo Thiên đêm nay chỉ muốn giật dây để Diệp Thanh Mã giải quyết lý giật. Nhưng không ngờ Diệp Thanh Mã lại muốn diệt cả lý gia nhà người ta. Đến lúc đó, thuận thế diệt lý gia thuận Tiên diệt luôn cả mạc giả. Lúc đó cái gọi là tam cường tịnh lập của vạn triều thành cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó, lòng gia tộc đại ở vạn triều thành này không phải là có thể hô mưa gọi gió rồi sao? Kết quả này khiến trong lòng Long Ngạo Thiên đã có cảm giác vui mừng đến điên loạn. Hắn khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại, vội nói. Diệp sư Huỳnh giản dò, tiểu đệ dĩ nhiên không dám chậm trễ. Tiểu đệ sẽ đi sắp xếp, bảo đảm ba ngày sau Lý giật đó không có đường về. Chờ một chút, còn một chuyện nữa ta muốn người làm rõ. Diệm Thành Mã nhàn nhạt nói. Lý nà nà đó, tại sao lại tốt với lý giật? chuyện anh cứ phải điều tra rõ cho ta. Vâng, tiểu đệ sẽ đi làm ngay ạ. À? Lòng ngạo thiên cũng không gọi tiếp nữa. Hắn ra giấu tay với các thị nữ còn đang nhảy múa, rồi lại thỉnh tội, rồi nhanh chóng lui ra ngoài đại sảnh. Nhìn theo bóng dáng lòng ngạo thiên sẽ vào góc. Diệp Thanh Mã chợt cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: "Lòng sư đệ thông minh tuyệt đỉnh của ta ơi, người có phải nghĩ sai rồi không? Ta muốn diệt Lý gia thì không sai, nhưng ta không chuẩn bị giao cả cơ nghiệp của Lý gia cho người đâu. Diệp gia ta mấy năm nay cũng sớm phát triển thế được bên ngoài đấy đâu rồi." Lòng Gạo Thiên bước ra bên ngoài đại sảnh, kẻ quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Mã còn ở bên trong, quay miệng kiện ra nụ cười lạnh. "Diệp sư huynh à, Diệp sư huynh, người đúng là một thiên tài, người rất lợi hại." nhưng ngươi lại quá thích chơi với đàn bà rồi. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ phải chết trên bụng của đàn bà thôi. Đến lúc đó, sư đệ ta sẽ chiếm lấy vị trí của ngươi, làm đại đệ tử tông bồn Bắc Đấu Tông. Đến lúc đó, ngươi có thể kiều ngạo chính là ta, chứ không phải ngươi nữa rồi. Chỉ hy vọng, ngày đó không quá muộn. Hai người trong ngoài đều cười lạnh một tiếng, cũng không biết ai có chủ ý với ai.